Hello, chào bác nhé. Chào bác đến với video của Sơn Sập Gỗ. Và trong video ngày hôm nay thì Sơn sẽ chia sẻ với bác về một cái dòng bàn rất là dài. Và nếu mà bác đang làm doanh nghiệp hoặc nếu bác đang làm một cái văn phòng hay là một cái cơ quan nào đấy, và chúng ta cần một cái bàn để tiếp khách này, một cái bàn để hội họp, một cái bàn làm sao đấy để có thể ngồi được nhiều người và kết nối được nhiều người trong một cái cơ quan, hay đặc biệt là những cái công ty để mà tiếp khách, đón tiếp khách, thì cái việc một trong những yếu tố quan trọng ở trong cái việc chúng ta nói chuyện, chúng ta đàm phán, chúng ta trao đổi hay chúng ta họp, thì cái việc là cái thứ nhất là cái trang phục nó rất là quan trọng, đúng không ạ? Nếu mà chúng ta mặc một cái bộ trang phục đàng hoàng chỉnh tề thì hầu hết mọi người sẽ ít nhất không biết là bên trong như nào, nhưng trước tiên thì họ sẽ có một cái sự tôn trọng nhất định nào đấy. Và nếu mà chúng ta có một cái bàn, một cái không gian làm việc nó trang hoàng, nó đẳng cấp và nó khác biệt, thì những đối tác của chúng ta sẽ có một cái sự gì đấy nó nể trọng hơn. Khi bác đến chơi một nhà vị, một vị khách nào đấy mà ở trong ngôi nhà của họ có nhiều những cái đồ vật nó thể hiện được cái sự đẳng cấp, cái sự khác biệt ấy, thì trong bản thân của chúng ta sẽ cũng có cái sự tôn trọng hơn đối với một người nào đấy. Bởi vì chúng ta biết được họ là có một cái điều gì đấy nó khác thì, hoặc là họ phải có một cái gì đó ở bên trong thì họ mới có thể tạo ra những của cải, họ mới có thể tạo ra được những cái đồ vật đẹp. Bởi vì bên trong bản thân họ nó phải tuyệt vời thì bên ngoài mới tuyệt vời được, đúng không ạ bác? Thế khi mà khách tới cái công ty của mình, khách tới cái cơ quan của mình thì họ nhìn vào cái dụng cụ, họ nhìn vào cái cách làm việc thì họ biết được là cái bản thân người lãnh đạo, bản thân những người làm trong công ty phải có một cái điều tuyệt vời gì đó thì mới có những cái điều tuyệt vời xung quanh được. Thì hôm nay Sơn sẽ giúp cho bác trở nên rất là tuyệt vời, giúp cho công ty văn phòng của bác trở nên rất là đẳng cấp với cái bộ bàn như này. Bây giờ xin mời bác cùng theo dõi cái video nhé. Đấy, thì ở trước màn hình của bác đây là một cái dòng bàn gỗ cẩm hồng. Đấy, chất liệu gỗ cẩm hồng với bộ vân cực kỳ đẹp. Đây, bộ vân đây là thực sự đây là cái cây này được hoàn thiện cách đây gần 1 năm rồi bác, gần 1 năm rồi. Thì nó cũng khá là bám bụi ở đây, có điều Sơn là tẩy xịt bằng nước qua đi để cho nó nổi vân lên để bác dễ nhìn thôi. Thế nếu thực sự của nó, khi mà mình thổi bóng, khi mình mới làm lên thì bộ vân này nó sẽ rất đẳng cấp luôn. Rất đẳng cấp. Nó là một cái dạng vân chun ở đây, xoáy rất là nhiều vân chun ở đây. Xoáy rất là nhiều vân chun, bác nhìn thấy không ạ? Giải, một giải vân chun này. Đấy. Sau đó thì đây là một giải cái vân, là vân này, vân sâu gióm ở bên cạnh, đó là vân đặc trưng của gỗ cẩm hồng. Đây là một cái dòng vân đẹp nhất của gỗ cẩm hồng. Thậm chí nó có thêm một cái giải vân ở đây nữa. Đây bác nhìn thấy kỹ đây. Đấy. Đấy, bác thấy không ạ? Đấy, một cái dòng vân như thế thì nó sẽ tạo ra cho mình một cái không gian vô cùng khác biệt. Và nếu mà bác để ý thấy tất cả những món đồ nội thất hay cái bàn, cái ghế, thì bất kể một cái bàn loại gì cũng không thể nào bằng cái bàn gỗ tự nhiên được. Bàn gỗ tự nhiên nó là cái bàn đặc cấp nhất. Đó. Và kích thước của bàn này ấy, thì nó là dài 5m bác nhá. Cần dùng cho một cái sảnh rất là lớn, một cái không gian họp rất là lớn, ủy ban này, dành cho văn phòng lớn này, dành cho đại sảnh lớn thì mới sử dụng đến cái này thôi. Còn người nhà, ở trong nhà cũng có, nhưng biệt phủ, biệt thự lớn thì sử dụng cái này để làm bàn ăn tiếp đãi khách hàng, hoặc là tiếp đãi rất là nhiều những vị khách quý. Nói chung là một đội nào đấy, một đội ngũ nào đấy chẳng hạn đấy, thì mới sử dụng đến cái này thôi. Còn ví dụ ai mà ăn uống ít người ấy, hoặc gia đình mà ít con cháu thì cũng không cần sử dụng đến cái mức độ bàn rộng lớn như này. Chúng ta có thể sử dụng bàn nhỏ hơn, phù hợp với những cái doanh nhân và công ty lớn, văn phòng lớn, hoặc những người thực sự yêu thích những dòng đồ gỗ lớn, dài 5m, rộng 1m7. Và bộ này thì dày là dày 20 bác ạ. Dày thì dày 20 đấy nhá. Dài 5m04 thì chính xác hơn, và rộng 1m7 và dày 20 phân. Đó. Thì đấy là một cái dòng bàn gỗ cẩm hồng, vân gỗ đẹp. Đấy, chất gỗ nục nạ rất là tuyệt vời. Đấy, bác thấy không? Bây giờ em sẽ quay chi tiết một vòng xung quanh để bác xem. Đấy, nó rất là thực tế để bác xem. Ok, đường bên này thì nó hơi vướng nhưng mà sẽ đi qua được.
Đấy, mặt thấy không? Rất đẹp. Nếu mà chúng ta cần sử dụng một cái mức độ bàn nhỏ hơn thì có thể sử dụng tương tự như thế này, bàn như này. Đấy, hoặc đây. Đấy, bàn như này. Đây là một mặt dưới của một chiếc bàn, bác nhá, mặt dưới chiếc bàn. Đấy, còn nếu mà dùng đại sảnh lớn tiếp đãi nhiều khách, ví dụ quan chức lớn này, ví dụ giám đốc công ty lớn hoặc một cái doanh nghiệp lớn, có thể sử dụng cái bàn này để họp. Và nếu mà họp ở đây thì có thể họp tới tận khoảng 3 đến 40 người ngồi trên một chiếc bàn này. 1 đến 2 người giám đốc ngồi ở giữa này, có thể ngồi ở đấy. Còn hai bên này thì có thể ngồi được khoảng 5 mét thì chia ra khoảng 10 người một bên. Hai bên là 20. 20 cộng với hai bên 4 người nữa, 24 người, ngồi được 24 người. Nếu mà ngồi ghế nhỏ chút thì ngồi được khoảng 30 người là hết cỡ. Bàn này có thể là ngồi được 30 người. Và 30 người thì là một mâm tiệc. Làm tiệc ấy, thì chúng ta có thể ngồi tiệc ở đây được 3 mâm tiệc. Nhưng mà 3 mâm tiệc này thì nó sẽ giao lưu rất là thuận tiện với nhau. Ví dụ đi từ bên này sang bên kia, kết nối với các bác ở bên kia, hoặc bên này ngồi bên này thì rất là kết nối rồi, đúng không ạ? Nếu mà chúng ta có một cái bàn chạy, bàn trượt thế này, chạy vòng quanh, nó lắp một cái bàn trượt thế này thì gần như mọi người có thể mời nhau được. Có thể mời nhau được, rất là thuận tiện thôi. Cùng một bàn, 3 mâm tiệc trên cùng một bàn, rất là thuận tiện giao lưu kết nối. Đấy, rồi. Ok, thì em xin phép báo giá luôn cái bộ bàn như thế này. Và bàn không gồm chân và bàn, chưa có ghế các bác nhá. Nếu mà sử dụng ghế thì sẽ ghế khác nữa. Và một bộ như thế này thì có giá của nó là 150 triệu. Một bộ như này, giá 150 triệu, bao vận chuyển, hoàn thiện cả chân đầy đủ. Có một cái điều bác lưu ý như này nữa, đó là em sẽ vận chuyển tới nơi và bác kiểm tra hàng, đúng chất lượng, đúng hình, đúng vân, đúng kích thước, đúng chất liệu gỗ, đúng giá thì bác thanh toán tiền. Còn nếu không thì bác hoàn toàn có quyền hủy hợp đồng, không có vấn đề gì hết. Đấy, và cái giá tiền của nó là 150 triệu. Còn cái việc mà em sẽ vận chuyển tới nơi, còn cái việc chuyển vào nhà thì mà bên mua hàng sẽ có nhiệm vụ là chuyển vào nhà. Bởi vì bên em đi ấy, thì là đi bằng xe tải nên nó sẽ không có xe cẩu. Với những hàng lớn như này thì chúng ta cần một chiếc xe cẩu. Thế thì các bác sẽ chuẩn bị một chiếc xe cẩu để mình cẩu xuống. Còn nếu khiêng như này thì em nghĩ là không nên dùng người khiêng. Như này nó rất là nặng, nếu mà muốn khiêng được ấy, thì tấm này nó phải rơi vào tầm khoảng 3 đến 40 người mới khiêng được. Như thế nó sẽ rất là mất công và tốn kém thời gian. Chỉ cần một chiếc xe cẩu và mình cẩu xuống là ok. Rồi, xin phép kết thúc cái video và xin chào và hẹn gặp lại bác ở những video tiếp theo. Xin chào.